À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được không không để xử lý và ghép mây trời. Ok, ở đây mình sẽ có cái stock này như sau. Sẽ có bốn cái stock này. Trước hết là mình sẽ hướng dẫn mẹ mở lại hết rồi. Đây mình sẽ có bốn cái stock và mình sẽ dùng hai này trước. Thì có ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để chúng ta xử lý với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi chúng ta có một cái bức ảnh mà nền trời xanh rồi, xanh trong rồi nhưng mà không có mây và nó không có chiều sâu. Thì chúng ta sẽ xử lý những bức ảnh đã có sẵn màu xanh như vậy rồi nhưng nó chỉ có một cái điều duy nhất là nó không có mây và không có chiều sâu thôi. Và loại ảnh thứ hai là các bạn chụp hay gặp nhất mà khi các bạn chụp mẫu á, mà chụp ở ngoài trời mà không có flash á, thì thường các bạn sẽ chỉnh sáng để cho mẫu nó sẽ đủ sáng nhưng mà với lúc đấy thì nền trời nó sẽ trắng toát như kiểu này đấy, trắng toát. Thì đây mình với những trường hợp này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép mây vào sao cho nó đẹp nhất và chúng ta có thể linh hoạt nhất, chúng ta có thể thay đổi liên tục, thay những cái mẫu mây khác mà chúng ta thích là nhanh nhất. Tuy nhiên thì lúc đầu chúng ta sẽ sử dụng như này, ví dụ như cái stock này đi. Các bạn có thể thấy ở đây là nền trời nó tương đối xanh, có chút màu này nhưng mà nó nhìn nó lại hơi đơn điệu và nó không có chiều sâu. Ở đây mình sẽ không có ghép, không cần thiết phải ghép mây vào làm gì, ta chỉ cần tạo chiều sâu thôi. Thì cách tạo chiều sâu như sau. Chúng ta sẽ sử dụng một cái blending mode, đó là blending mode overlay trong nhóm này luôn, nhưng mà mình nghĩ chúng ta chỉ cần sử dụng overlay thôi là được rồi. Thì cái overlay này nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được cái độ tương phản, tức là nó sẽ lấy cái mẫu màu ở cái layer mà đang để overlay, nó so sánh mẫu ở dưới, nó sẽ hòa trộn với màu ở dưới và nó sẽ làm tăng độ tương phản, tức là chỗ nào tối hơn nó sẽ làm tối hơn, chỗ nào sáng hơn nó sẽ làm sáng hơn. Nghĩa là từ như vậy chúng ta có thể rút ra được là khi mà chúng ta muốn làm cho nó tạo có một cái độ sâu nhất định, tức là làm cho nó chiều sâu, thì nghĩa là ở trên này nó sẽ phải đậm hơn và dưới này nó sáng, tức là đậm 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 sáng 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 dần đó, thì nó sẽ có độ sáng tối từ trên xuống thì chúng ta sẽ nhìn nó có cái cảm giác chiều sâu hơn. Thì đây thì mình sẽ để tạo này trên đi. Thì đây mình sẽ bắt đầu ha, mình sẽ tạo một cái layer mới. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng crayon tool ở trong cái bảng màu, các bạn có thể click vào crayon tool ha. Đấy, click bảng màu và chọn là màu đen, chuyển sang trong suốt. Tức là đây các bạn có thể thấy là màu đen mình sẽ dùng cho phía trên này, tức là màu đen nhạt dần, tức là nó sẽ màu đậm và nó sẽ nhạt dần nhạt dần nhạt dần tới đây màu sáng. Nếu như bức ảnh chúng ta nó quá đều á thì các bạn có thể sử dụng đen tới trắng, nhưng mà ở đây mình cảm thấy là ở đây là cái phần ở dưới mình sẽ lấy màu nguyên gốc thôi, không cần nó sáng hơn làm gì. Tức là chỉ cần đậm hơn là được rồi và màu sáng để nguyên gốc. Thì đây mình sẽ sử dụng cái màu đen tới trong suốt. Nếu như các bạn không có sẵn màu đen tới trong suốt, các bạn sẽ ví dụ như thế này chẳng hạn, như này chẳng hạn, thì đỡ mất công ta chỉnh lại. Thì chúng ta sẽ cho màu đen lên trên bản gốc, thì chúng ta sẽ click vào phía trên này ha, cái default này nó có cái icon nhỏ nhỏ nhỏ, click vào phát là nó sẽ ưu tiên màu đen lên trên. Thì mặc định nó sẽ chọn cái này nhưng mà mình sẽ chuyển qua cái gradient tới trong suốt ha, nó caro là trong suốt này và click ok. Thì đây mình sẽ kéo từ trên xuống, chúng ta sẽ làm sao để kéo nó thẳng hơn, để chúng ta sử dụng đè phím shift ha và click kéo xuống tới đầu đây các bạn cảm thấy vừa đây là được rồi. Mình sẽ chuyển sang chế độ là overlay. Thì đây các bạn có thể thấy là nó đã tương đối tối hơn. Thì đây các bạn có thể thấy là nó đã có cái độ chuyển, tức là từ đậm sang nhạt dần. Thì để cho nó thật hơn chút xíu, mình nghĩ là mình nên chuyển nó về opacity cỡ khoảng 80. Vậy là ok. Thì ở đây có một cái vấn đề nhỏ nhỏ xảy ra, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng lên cái vùng này. Mình sẽ khoanh vùng cái vùng này, các bạn thấy đây vùng này.
Đó, các bạn có thể thấy ở đây nó cũng sẽ bị đậm hơn. Đó, nó sẽ đậm hơn so với gốc. Thì làm cách nào để chúng ta loại nó ra được? Thì đối với những bức ảnh mà nó đơn giản thế này á, ví dụ như các bạn rành sử dụng tạo vùng rồi chẳng hạn, các bạn có thể tạo vùng rồi layer mask. Nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhanh hơn. Khi chúng ta có một cái đối tượng kiểu thế này, chúng ta sẽ click đôi ha, hoặc là click chuột phải vào layer, cái layer mà mình mới tạo hồi nãy á, và mình sẽ sử dụng blending mode. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng là blend if với cái lệnh ở dưới underline layer. Các bạn sẽ click cái núm màu đen này ha. Cái underline layer thì nó sẽ so sánh với cái ở dưới và nó lọc bớt đi. Ví dụ như là underline tức là layer ở dưới ha, ta sẽ cầm màu đen kéo vào thì nó sẽ giảm bớt màu đen đi. Thì ở phần này thì nó sẽ so sánh với vùng ở dưới, và vùng nào màu đen thì nó sẽ giảm bớt cái hiệu ứng này đi, bỏ bớt đi á, nó giống như là layer mask nhưng mà nó ẩn đi thôi. Mình sẽ kéo vào, các bạn thấy là nó có cái sự thay đổi ha. Mình sẽ kéo ra kéo vào này đó, để thấy khi chúng ta kéo quá tay nó sẽ như này đó, đó, đó. Thì chúng ta sẽ căn vừa đủ, thấy nó vừa lên tới đây là ok rồi, kéo xuống chút. À đây, ok. Nếu như các bạn muốn làm cho nó đẹp hơn chút xíu nữa, các bạn thể đè phím alternate và click mở rộng ra một tí xíu thôi, tay ok. Các bạn thì thấy ở đây nó đã khá ổn rồi đó. Tương tự với cái này mình cũng làm y chang vậy, tạo layer mới ha, chọn này và click vào đây, cái nó hiện ra cái này rồi. Đè phím shift và click kéo từ trên xuống và để nó là overlay, giảm đi cỡ 80%. Vậy click mở ra để thấy nó có ảnh hưởng ha, click chuột phải ha, và blending mode này, blending option, là sẽ kéo vào, kéo tới khi nào các bạn cảm thấy nó ok rồi thì thôi. Rồi mình thấy vậy là ok rồi đó. Thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi, và nó sẽ sâu hơn, cái bầu trời nó sẽ sâu hơn và nó sống động hơn một chút so với ảnh gốc, thì nó một mặt thì nó thế nào. Thì ở đây mình sẽ tiếp theo là một cái cách thứ hai. Cách hồi nãy là chúng ta đã hướng dẫn xử lý những cái bức ảnh nó tương đối đơn giản rồi, thì đây mình sẽ xử lý những bức ảnh nó phức tạp hơn và chúng ta không thể nào tạo chiều sâu được, bởi vì đây màu trắng rồi, sâu kiểu gì được nữa. Thì cách duy nhất chúng ta có thể xử lý những cái bức ảnh này là ghép thêm mây vào. Thì đối với cách ghép mây vào thì chúng ta buộc phải tạo được một cái vùng chọn để mà nhấn được cái gì cho cái vùng mây mà chúng ta muốn ghép vào trong cái vùng chọn đó. Thì ở đây muốn chọn nhanh nhất thì mình sẽ sử dụng là select, bởi vì các bạn có thể thấy là đây đang là một vùng màu trắng bị cháy mà, vùng màu trắng, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng là chọn màu, chọn vùng theo màu. Thì mình sẽ select ha, color range là vùng màu, select ha, select là tùy chọn này, color range vùng màu, click. Và đây nó sẽ hiện cho chúng ta cái con trỏ ống chích màu, crop eye này ha, drop eye nhé. Rồi mình sẽ click vào cái vùng vần màu trời. Các bạn có thể thấy là đây nó xuất hiện ở đây ha. Thì click, các bạn thể đè phím internet và chọn thêm cho nó bao phủ hết cái vùng màu trời, độ màu trắng. Đừng quan tâm về phía dưới này ha, cứ kệ nó, lát mình sẽ sửa sau. Tạm thời thấy ok. Các bạn có thể tăng giảm cái finalize để mà chúng ta thay đổi cái độ ảnh hưởng. Mình nghĩ là nên tăng nó lên một chút xíu, khoảng cỡ 80. Nó có cái độ chuyển ạ. Anh cứ tạm mượn chị. Ok. Thì mình sẽ có cái này. Thì các bạn có thể thấy là nó đang chọn luôn cả những cái vùng ở dưới, và có một và số vùng nó chọn luôn cả ở mẫu, bởi vì mẫu đang mặc áo trắng và nó trùng màu trên. Đó là chọn vùng theo màu, mà chúng ta chọn màu trắng thì những cái màu trắng nó dính hết. Thì đây mình sẽ phải bỏ những cái vùng chọn dư thừa này đi. Các bạn sẽ click phím Q khi mà nó đang là vẫn đang chọn vùng chọn ha. Các bạn đè phím Q hoặc là chúng ta click vào cái biểu tượng như này, Edit in Quick Mask Mode, đây là phím Q ha, click vào cái, hoặc là bấm phím Q cũng được, chọn phím Q tắt mở này. Đó. Thì đây ý nghĩa này như sau, cái vùng màu trắng là cái vùng chúng ta đang chọn, vùng màu đen là không không vùng màu đỏ là cái vùng mà chúng ta không chọn. Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bôi màu đen và những cái vùng mà chúng ta không muốn nó bị ảnh hưởng, tức là không muốn chọn ha.
À, chúng ta chọn màu đen để bôi vào nhưng mà mặc định nó hiểu đó là màu đỏ. Tại sao Photoshop nó phức tạp chứ không để màu đỏ đi cho người ta dễ. Cái hồi mới tập á, mình cũng hay nhầm lẫn. Vậy sao nhiên bôi màu trắng hồi vô đây thành ê đồ, bôi màu đen chứ. Màu đen như vô thành màu đỏ. Không hiểu. Ok, thì đây mình đã bôi hết những cái phần mà mình không muốn chọn rồi. Chúng ta chỉ để cái vùng trời là màu trắng thôi ha. Mình sẽ tắt đi bằng phím Q hoặc là click đây tắt đi cũng được. Thì đây các bạn có thể thấy là nó đã tạo chúng ta một cái vùng tròn và cái vùng màu trời khá là ổn. Thì nhiệm vụ như sau, chúng ta sẽ tạo một cái folder, click vào đây ha, folder này, click vào cái group á, và chúng ta sẽ click vào layer mask, click một cái, nó sẽ tự động nó lấy cái vùng tròn hồi nãy để nó tạo thành một cái layer mask. Đây có thể đây các bạn có thể thấy là vùng tròn ở đây. No, no. Ok. Thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ rất đơn giản, cầm cái màu, cầm cái file stop bầu trời nào đấy á, kéo và thả vào trong cái group đó thôi. Như mình sẽ chọn cái này, bầu trời nó đang là tương đối thấp ha, nên mình cũng chọn cái stop nào nó cũng ở thấp thấp tí xíu nhìn cho nó thật. Chứ hồi tự nhiên chọn cái stop mây ấy, nhiều trên trời như kiểu này bỏ vô là thua. Đảm bảo nó sẽ không thật. À, như mình sẽ chọn cái này đi. Này đi, chắc được, click kéo thả vào thôi ha. À, kéo giãn nó ra. Nhớ để phím shift ha. Để phím shift để mà chúng ta bảo toàn cái hình dạng của nó tí, không là chỉnh xong cái hồ nhìn nó méo mó thấy gớm. À, thì cái chúng ta vừa place vào cái hành động kéo thả ha, vừa place vào. Nếu các bạn không chúng ta xài bản portable chẳng hạn thì các bạn sẽ phải không có click kéo thả được, các bạn sẽ phải vào open và cầm cái move tool này cầm kéo qua cái hình này ha. Thì chúng ta sẽ bây giờ quay trở lại, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý như sau. Các bạn sẽ kéo cái layer trời này vào trong cái group, kéo ha, kéo vào group này, thả tay là cái là sẽ vào trời. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy là nó đã di chuyển rồi. Ok. How? Có thể dùng Move Tool nào và chọn cái này ha. Ta sẽ kéo và đưa nó lên cái vùng nó hợp lý đi xíu. Rồi ok, mình thấy vậy là ổn. À, chúng ta để cho nó thật hơn chút xíu, mình sẽ giảm opacity nó đi khoảng cỡ 20%. 80 thôi. Để 80% ha. Và một cái lưu ý, rất là nhiều bạn nhầm hoặc là thiếu, khi chúng ta ghép mây vào chúng ta thường để quên cái này. Đây là hình tin xóa phông và cây cỏ, chúng ta sẽ so sánh những cái phần phía sau này. Cây cỏ nó mờ, chắc chắn nền trời phía trên nó cũng sẽ mờ, tức là nó bị blur, thì chúng ta cũng sẽ phải tạo cái blur vào cho nó phù hợp, chứ không có kiểu mà phía sau đang là xóa phông mù mịt cái nhìn lên mây cái nó nhìn nó kìa sao rõ nét không được. Ta sẽ tạo như sau, sẽ phải chọn cái layer mây ha, ta vào filter blur và chọn Gaussian blur. Ở đây chúng ta sẽ tăng lên thông số sao cho nó hợp lý tùy mắt chúng ta. Mình cảm thấy đây cỡ 8 phù hợp, đây ok. Rồi thì đây, bởi vì khi chúng ta play hồi nãy mình play vào ha, thì mặc định nó sẽ hiểu cái layer này là Smart Object. Thì các bạn có thể tìm lên YouTube và search về Smart Object để người ta hiểu hơn. Ở đây mình không có thời gian để giải thích thêm. Thì nó sẽ cho ở cái Smart Object này thì nó sẽ cho mình là cái Gaussian Blur, tức là cái filter mà mình mới áp đặt hồi nãy, mình có thể chỉnh sửa ngay trực tiếp trên này. Có thể ẩn đi hoặc hiện lên chẳng hạn. Hoặc là chỉnh sửa luôn, kết đôi lên cái chúng ta có thể chỉnh sửa thêm. Rồi ok, thì đấy là cái cách chúng ta thêm. Đấy là tạm ổn. Tiếp theo đây cái hình này cũng y chang như vậy, mình sẽ thao tác lại ha, vào select ha, color range, chọn phía trên này, click sao cho nó hết đi. Ok. Để phím click vào phím Q một cái ha, trên bàn phím á, Q hoặc là click vào quick mask. Thì ở đây mình sẽ dùng brush màu đen bỏ chọn cái khuôn mặt đi. Khuôn mặt cũng đang có tí xíu vùng chọn, mình sẽ bỏ đi, dùng brush màu đen
À, cái này bạn nào mà có Wacom thì tiện lắm. Ok, thì đây để tạo chọn cho nó nhanh, mình sẽ tạo vùng bằng Lasso Tool. Ok, kéo hết, chọn nguyên cái phần ở dưới này và tô màu đen nữa thôi. À, tô màu đen. À, mình vừa click phím tắt là Alt+F Delete ha, bởi vì màu đen nó đang ở trên cái foreground color. Foreground thì Alt+F Delete, còn background ví dụ tô màu trắng thì mình sẽ Ctrl Delete. Nhưng đây cái màu đen đang là ở trên thì là Alt+F Delete. Nói một hồi níu vào lưỡi. Cái cột, trời ơi cái cột. Rồi lỡ rồi chọn nó luôn đi. Dòng brush nó mảnh mảnh tí xíu ha. Và mình bôi cho nó mịn mịn cái vùng này lại. Lát nữa chúng ta có thể xử lý lại được, mình sẽ hướng dẫn sau. Ok. Rồi, em tạo xong. Để click vào phím Q, tạo folder mới, tạo layer mask. Rồi ok, tìm một cái stock trời mây, ví dụ chọn cái này đi cho nó khó. Để phím shift, chọn đảo đảo, mình muốn đảo hướng này lại ha, click chuột phải horizontal. Ok, đây, enter cái. Thả cho nó vào cái group. Ok, thì giờ thì nó đã vào trong cái group rồi. Thì bắt đầu xảy ra vấn đề ở đây. Khi mà mình sử dụng cái trời mây mà nó có màu sắc nó khác thì chúng ta phải xử lý làm sao? Đầu tiên thì để làm cho cái biên này nè cho nó phù hợp hơn thì mình sẽ sử dụng một cái chức năng của Photoshop CS5 trở lên sẽ có. Chúng ta click đôi vào cái layer mask ha, thì nó sẽ hiện ra cái bảng property, cái panel property, và nó sẽ có cái mask edge, và click vào mask edge phát. Thì đây các bạn sẽ thấy là nó có những cái thanh trượt như sau: smooth feather, contrast và shift edge. Ở cái shift edge này tức là nó cho chúng ta tăng giảm cái độ lựa chọn, tức là tăng giảm cái vùng chọn một số phần trăm. Ví dụ như là hồi nãy mình nó có một cái mức ở đây chẳng hạn, khi chúng ta giảm đi này thì nó sẽ chọn thừa vào trong một chút xíu nữa, tăng lên thì nó sẽ ăn bớt vào trong tí xíu nữa. Thì ở trong cái phần này thì có lẽ mình sẽ chỉnh cho nó ăn thêm vào, tức là cái các bạn thấy là cái vùng mà có một cái đường màu trắng trắng kỳ kỳ. Đường màu trắng trắng thì mình sẽ cho nó thu hẹp cái vùng vào trong, tức là mình đẩy lên chút xíu nó sẽ rút vào rút vào rút vào ha. Đó, rồi chúng ta sẽ tăng smooth lên chút xíu cho cái đường biên nó mềm mại hơn, tăng contrast chẳng hạn, smooth thêm chút xíu nữa. Rồi ok, click ok. Thì đây cái này sẽ cần chôn chết ha. Các bạn có thể thấy là cái đường màu trắng đã bị giảm bớt vào trong rồi. Kể cả mẫu bị giảm bớt luôn. Mát ấy, ngược trở lại chúng ta sẽ có cái công cụ này. Ta sẽ ok, đây không có lấy được. Ôi chà chà, match edge. Cái này phải tạo lấy bằng tay quá. Brush màu đen nó hơi nó hơi không 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 đúng theo giáo trình lắm, nhưng mà đó là ý ra mình lâu lâu mình cũng phải linh hoạt tí xíu ha. Rồi ok, thì đấy là xong cái việc xử lý cái biên này. Nếu các bạn có thể thấy nó chưa đủ là tăng lên chút xíu nữa, thêm vào tí xíu, thêm tí xíu, click ok. Rồi vậy thôi, video này. Rồi, vấn đề tiếp theo.
đó là cái vùng màu trời và màu ở phía dưới này nó không có hợp cả với nhau, thì mình sẽ tạo thêm một cái lớp đơn giản là solid color và cho nó ở ngoài. Ok ok đã, mình kéo nó ra ngoài ha, và để chế độ là soft light đi, và đây mình sẽ chọn màu cam cam giống như là màu trời. À, mình cảm thấy cái màu này ok. À, màu nào cũng được. À, màu này được rồi. Rồi. Như có thể thấy là đây nó sẽ tạm ổn rồi. À, việc cuối cùng ta còn lại nó giảm bớt opacity của cái mây đi. Như hồi nãy mình đã làm rồi, à, khoảng cỡ 80. Rồi ok. Thì đây là bức hình sau khi là mình đã chỉnh sửa cái này tăng giảm đây thì đó. Rồi. À, mình sẽ tắt mở ha. À, là trước này, à, là sau này, là trước này, là sau này. Đó. À, thì đấy là những cái bước đơn giản. Các bạn có thể chăm chút chi li hơn ở những cái việc là chúng ta tạo cái vùng chọn chẳng hạn thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này và nhớ like và subscribe nha. Ơi, còn định nói gì không ta? Không. Rồi, cảm ơn các bạn.